Mới đây trên mạng thôn hội lan truyền một đoạn clip khắc ghi hình ảnh một người hoàng hậu liên tiếp ôm đầu gào khóc kêu cứu giảng, nhờ những người bao quanh cứu giảng mình vì bị cô nhân tình của chồng tấn công gây xôn xao tập thể mạng. Cụ thể, đoạn clip được người dùng mạng chứng kiến và đăng tải lại với nội dung như sau: sao chị ngớ ngẩn thế, chị đi tấn công khen lại đi một mình, để bị bộ tấn công cho. Án chống nắng là hoàng hậu anh kia nhé, chồng đi cặp bộ, hoàng hậu theo dõi đến tận nơi, nhưng do thân cô thế cô bị bộ tấn công dở đầu. Chồng thì cứ ngồi trên xe, chị hoàng hậu phải cầu cứu giảng mọi người không thì có khi đi diện. Chị hoàng hậu mặc án chống nắng, bị cô bộ tấn công dở đầu trong khi người chồng chỉ ngồi im trên xe máy, không hề bênh vực hoàng hậu hay can ngăn nhân tình. Ảnh cắt từ clip. Đính kèm là đoạn clip khắc ghi cảnh người thanh nữ mặc áo chống nắng được cho là hoàng hậu, vừa ôm đầu chảy máu vừa kêu cứu giảng, ố các chị ơi, các chị cứu giảng em với. Bên cạnh đó, cô gái được cho là nhân tình của chồng thì vừa xô đổ xe máy chị hoàng hậu, vừa giằng co kéo tay chị hoàng hậu rồi chửi bới và dọa, mày cút ngay. Đây là nhà tao, ai bảo mày đến đây? Sự việc chỉ dừng lại khi có những người chứng kiến vào căn ngăn. Ảnh cắt từ clip. Đáng nói, anh chồng ngồi trên xe máy chứng kiến mọi chuyện nhưng không hề can ngăn hay lên tiếng, mặc chị hoàng hậu bất lực gào khóc gọi chồng ơi. Sự việc chỉ hoàn thành khi có những người chứng kiến vào can ngăn, khuyên cô bộ vào nhà và đóng cổng lại. Ngay sau khi đăng tải, vụ việc này đã thu hút sự chú ý của rất đông người dùng mạng. Phần lớn đều chỉ trích sự quá quắt của cô bộ cũng như sự vô ân của anh chồng, số khác thì đồng cảm, xót xa thay cho người hoàng hậu. Được biết, sự việc xảy ra tại Ninh Bình.